lối chơi của World Tortoise giống Beachhead đến ngạc nhiên, nơi game thủ sẽ sử dụng trụ súng được đứng trên lưng một chú rùa chiến và cản chân hàng hàng lớp lớp quân địch tràn về. Xuyên suốt chiều dài màn chơi, game thủ sẽ phải chống lại những đợt tấn công không ngừng nghỉ với chủng loại đơn vị thay đổi điên cuồng trước mắt. Nhưng nét đặc biệt của World Tortoise lại nằm ở hệ thống nâng cấp của game. Tại đây, với việc vượt qua những đợt tấn công của kẻ địch và tích tụ tiền bạc, bạn có thể trang bị cho chiếc chiến xa rùa của mình thêm các chủng vũ khí mới như pháo tầm xa, súng máy tầm gần hay pháo cối. Về mặt phòng thủ, bạn cũng có thể cải thiện thêm giáp trụ và lượng máu của chú rùa, tăng khả năng chịu đựng trước hỏa lực ngày một ác liệt của kẻ địch. Hiện tại, tựa game đã có mặt trên nền tảng iOS, trong khi phiên bản Android có thể trào sân sau không lâu. Buster Blitz là tựa game mới đến từ Magic Box Asia. Trong game này, bạn sẽ phải nhập vai vào nhân vật Buster dũng cảm, dẫn dắt đội nhóm chiến đấu chống lại những con quái vật độc ác. Tựa game sở hữu nền tảng rộng lớn, kỹ năng và đòn gánh đa dạng, thiết kế nhân vật độc đáo với nhiều khả năng mà trước giờ bạn chưa từng thử qua. Bên cạnh đó, chế độ chơi nhiều người chơi sẽ cho phép game thủ rèn luyện chính mình và chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị hơn khi bạn có thể trực tiếp đối đầu với bạn bè trong cùng một thử thách. Đặc biệt, để chúc mừng tháng đầu tiên ra mắt, Buster Blitz game sẽ tặng bạn 10 Magic Stone miễn phí cho mỗi ngày đăng nhập và trải nghiệm. Hiện tại game đã trào sân trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Các game thủ đừng bỏ qua nhé! Rustfire là tân binh mới trong dòng game side-scrolling đơn giản mà không kém phần vui nhộn. Đồng thời, Rustfire cũng chứa đựng rất nhiều những thử thách để xem xét sức chịu đựng và trí tuệ của game thủ trong không khí quyết liệt nảy lửa được tạo nên trong game. Trong tựa game này, game thủ sẽ là người chỉ dẫn và thực hiện từng thao tác của nhân vật theo hướng đi mà họ mong muốn. Hướng đi này xuất hiện dưới dạng những cú đấm đá, làm đi làm lại những hành động này cho đến khi phạm lỗi. Một bảng tính điểm được giữ trên đỉnh màn hình nhằm chỉ ra số lượng kẻ thù bạn hạ gục và những thử thách mà bạn cần tiếp tục vượt qua. Đồng thời sẽ có một cột thời gian được biến đổi dựa theo quá trình chơi và thành tích mà bạn đạt được. Điểm số được cộng cho bạn dưới hình thức tiền vàng và càng nhiều tiền thu lượm được, bạn càng tồn tại lâu trong trò chơi. Bên cạnh đó thì game thủ còn có thể sử dụng thêm những nhân vật bổ sung để khiến trò chơi ngày càng trở nên hấp dẫn. Survive Mr. Keefe là tựa game mới vừa trào sân trên nền tảng Android. Trong game này, bạn sẽ nhập vai vào Mr. Keefe và giúp nhân vật này tìm kiếm những điều mà anh ta muốn để có cơ hội tồn tại lâu hơn trong game. Muốn làm được điều đó, bạn sẽ phải giải mã nhiều cánh cửa, thu thập các khối lập phương phát sáng và đặc biệt là tìm kiếm, triệt hạ hàng loạt các quái vật gặp phải trên suốt đường đi. Những điểm nhấn đáng để nhắc tới của Survive Mr. Keefe đó là lối đánh cạnh tranh không có điểm dừng, hệ thống kỹ năng phong phú đa dạng, trang phục thú vị cho nhân vật hay chuyện game vô cùng cảm động. Hiện tại thì game mới chỉ có phiên bản dành cho hệ điều hành Android. Safe Dan là một siêu phẩm zombie mới của Novasoft, nơi người chơi nhập vai những tay súng để bảo vệ Dance, người đang bị bao vây bởi một đám thây ma rùng rợn. Nhiệm vụ của bạn là đánh tan bầy nhóm xác sống này nhanh hết mức có thể và đảm bảo không một con quái vật nào tiếp cận được với Dan. Và với tựa game này, bạn sẽ nhận được nhiều vật phẩm trợ lực cho Dan dưới dạng những con thú cưng như Zeus hay chú mèo Smoothbo. Bên cạnh đó thì game cũng tái hiện hàng loạt các vũ khí với âm thanh và hiệu ứng cực kỳ hầm hố. Safe Dan sẽ đem tới cho chúng ta một không gian vô cùng tinh tế với những từng phần chi tiết và nội dung được trau chuốt rất kỹ lưỡng. Chắc chắn người chơi sẽ cảm thấy thỏa lòng khi dành thời gian tận hưởng các câu chuyện của thế giới Safe Dan. Game cũng được xem là một trong những game giải trí hấp dẫn và đáng mong chờ nhất trong thời gian tới.